Ok, con tuần rồi đi học có vui không? Kể thầy nghe là tuần rồi con có gì vui? Tuần rồi con đi học trên trường có gì vui? Thanh Tâm. Con chỉ vui vì cô khen con biết đẹp thôi ạ. Chúng ta cho Thanh Tâm một tràng pháo tay vì bạn ấy biết đẹp nào. Rồi, hay quá, hay quá. Rồi, thầy cảm ơn con nha. Bây giờ thì đến bạn kế tiếp hỏi ha. Rồi, thầy cảm ơn Thanh Tâm và con hãy nhớ là nỗ lực viết đẹp hơn nữa mỗi ngày. Và nhớ là phải vẽ hai tay với cuốn sketch note, con có làm mỗi ngày chưa? Con có vẽ hai tay cuốn sketch note không? Sao mic của con thì con mỗi ngày con có vẽ hình ở trong cuốn sách này không? Đúng rồi, bây giờ trời ơi, rồi con quá giỏi rồi, mẹ thua luôn. Bây giờ con lấy cái cuốn sách của con lật một cái trang bất kỳ, con đưa lên màn hình để cho thầy Phong nhìn thấy, là để thầy Phong hiểu xem là não trái và não phải của con nó cân bằng hay là nó lệch về bên nào. Thầy coi. Quyển thứ hai rồi. Ủa, vẽ qua quyển thứ hai luôn rồi. Nhưng mà con chưa mua được quyển số 2 nên con vẽ lại quyển số 1. Cũng được. Rồi bây giờ lấy một cái quyển số 1 ra đưa lên cho thầy coi. Thanh Tâm, lật một cái trang bất kỳ nào con đã vẽ đưa lên cho thầy coi. Rồi, từ từ, cứ từ từ lật ra đưa lên cho thầy coi để thầy biết tài năng của con là gì. Rồi lật một cái trang mà con đã vẽ đó nha, một cái trang bất kỳ nào đó. Rồi đúng rồi, để im thầy nhìn nào. Tay bên phải của con rồi. Ok, thầy hiểu rồi, được rồi. Ok, chúng ta cho bạn Thanh Tâm một tràng pháo tay nào. Rồi, thầy cảm ơn Thanh Tâm. Rồi, thầy mời bạn kế tiếp nào. Thầy mời bạn kế tiếp. Cô mời bạn Khánh Hà. Cô nghe tay gì đó? Rồi, thì Khánh Hà muốn hỏi gì nào? Xin chào con giao lưu về mình đi. Khánh Hà ơi, con chào các bạn đi con, theo phong cách của một outlier nào. Con chào bạn nha, con tên là Nguyễn Ngọc Khánh Hà, các tôi đã nói là tôi là Lưu Thảo. Con đọc và tự tin, xin các bạn cùng một chân thôi. Hay quá. Đưa tay lên Khánh Hà, đưa tay lên. Ok, con có muốn trở thành một người tự tin không Khánh Hà? Dạ có. Vậy thì đây là bài tập đầu tiên. Thầy có một cái hệ thống bài tập mà để giúp cho cái bộ não của con nó định hình rằng con là một học sinh rất là tự tin. Vì vậy là khi mà con nói là xin mọi người cổ vũ cho tôi thì con sẽ giữ tay của mình cho tới khi nào mà con nghe cái chữ rock you thì con bỏ tay xuống. Rồi bây giờ con làm lại nha, chừng nào con thấy thầy bỏ tay xuống thì con bỏ theo nha. Rồi con nói lại đi, xin chào các cô chuẩn bị, các thầy chuẩn bị nha. 2, 3, con nói lại đi nào. Xin chào mọi người, tôi đây là Nguyễn Ngọc Khánh Hà. Và tôi đã nói về tôi là Trung Thọc, Lưu Thảo và Tự Tâm. Xin mọi người cố gắng cho tôi. Xin mọi người cố gắng cho tôi. Đúng rồi, giữ tay. Đừng nào mà nghe chữ rock vô mới bỏ tay xuống, ok ha. Rồi các bạn trong lớp lưu ý nha. Rồi bây giờ thì con hỏi câu hỏi của con đi. Còn rồi con có câu hỏi gì hỏi đi là thầy giải đáp cho. Dạ là tuần rồi đó là con mấy bài đó là cô Xuân Châu viết đó là con không biết kịp đó thầy. Thế là tuần rồi con không viết kịp hả? Dạ.
Rồi tuần rồi các môn học của con thế nào? Có gì vui nói cho các bạn với thầy nghe xem. Dạ, các môn học tuần rồi là con biết điều. Ví dụ cho thầy nghe một điều xem nào. Dạ, ví dụ như là hôm nay là học bài gì là con sau cái khúc tiết học là mẹ rồi kêu mẹ rồi ôn lại cái bài hồi nãy mới học. Đúng rồi, hay quá, tức là mình học cho đúng cái quy trình thầy hướng dẫn ha. Rồi nói lại cho thầy nghe, nếu mà nói trúng được quy trình này lập tức có thưởng, đúng không? Thưởng ngay 4 ly trà sữa nếu trả lời được câu hỏi này. Đó là để mà mình, một cái người mà học siêu đẳng đó thì họ học qua 3 bước, đó là bước nào? Không được nhìn tài liệu, thí sinh không được nhìn tài liệu. Rồi nói cho thầy nghe, 3 bước đó là gì? Dạ, 3 bước đó là ai có thể giúp cho bạn ấy trả lời cũng sẽ có khả năng được thưởng 4 ly trà sữa xịn sò. Đưa tay lên. Ai giúp cho Khánh Hà nào? Khánh Hà quên bài thì mình giúp, ai mà giúp được là được thưởng ngay. Lập tức thầy chuyển đến nhà 4 ly trà sữa liền luôn. Rồi các bạn bấm nút đưa tay chứ đừng có đưa tay kiểu này. Các bạn đưa tay kiểu này thầy đâu có nhìn được là ai đưa trước ai đưa sau đâu. Các bạn phải bấm cái nút đưa tay trên máy thì cái phần mềm nó mới xét thứ tự là ai đưa trước ai đưa sau. Rồi các cô mời theo danh sách từ trên xuống dưới giùm thầy đi. Chứ các bạn đưa tay kiểu này trong lớp của chúng ta có hàng trăm bạn, thầy đâu có nhìn được là bạn nào đang gọi là như thế nào đâu. Rồi mời người đầu tiên đi các thầy cô. Cô mời bạn Đức Thắng. Ở nhà cô. Con tên là Lê Đức Thắng, ba từ người nói là con là thông minh tìm tòi. Học thì ở dưới mà lên hàng của đứa con. Hay quá, đứng tay Thắng ơi. Ok, thầy ngồi thấy em nó ngồi kế bên, hình như là nó nhìn thấy, thầy nhìn thấy em đó, biểu con là đưa tay, con thì bỏ tay xuống trước khi em đó nhắc đấy. Rồi bây giờ mình là anh, mình phải làm sao cho con là anh đúng không Thắng? Dạ. Rồi bây giờ anh làm sao cho nhìn cho nó gọi là ngon lành tí coi. Làm lại nha, 2, chừng nào mà nghe rót vô mới bỏ tay xuống nha con. 2, 3. Xin mời cho con. Rồi nói từ đầu, tôi tên là. Tôi tên là Lê. Từ. Rồi 2, 3. Tôi tên là Lê Đức Thắng. Năm nay tôi học lớp 5. Ba từ về nói về tôi là thông minh, tìm hiểu, học hỏi. Nhưng mà ngoài cũng được. Thôi. Giữ tay. Hay quá, cho Thắng kéo tay nào các bạn. Thầy tin là trong 3 năm ở bên cạnh của thầy, thầy sẽ dạy cho con từng bài và kết thúc 3 năm con sẽ trở thành những cái người rất là tự tin, hiếu thảo, trung thực, học hành một cách nhẹ nhàng giống như các học trò của thầy trên các chương trình siêu trí tuệ nè, siêu trí nhớ nè, siêu tài năng nhí nè. Năm nay lại còn một số học trò của thầy lên một cái chương trình mới của truyền hình là siêu thử thách nè. Thắng có muốn được mọi người yêu mến mình hay không? Dạ có. Vậy thì nhớ làm bài nha, chứ mình là anh, mình ngồi học chính, em nó ngồi kế bên nó học ké, mà nó nhớ lời thầy mình dạy, nó còn biểu mình chọc chọc tay mình, nó biểu đưa tay lên, như vậy là kỳ lắm nha Thắng. Ok, rồi thầy cảm ơn em nha em, cảm ơn em rất là nhiều nha. Rồi em đã ngồi bên cạnh nhắc cho anh học luôn đấy. Rồi bây giờ anh hỏi đi, trả lời cho thầy nghe, học 3 bước đó là bước gì anh ơi? Dạ, bước ở nhà rồi lên trường rồi về nhà. Chính xác, rồi từng bước xem sao, ở nhà thì Thắng sẽ làm gì? Dạ, học lại bài cũ. Thắng nói từ từ đi cho cả lớp cùng ôn bài nha. Thầy sẽ hỏi đi hỏi lại cái câu này suốt 3 năm đấy. Rồi nhà ở nhà là mình làm gì? Nhà học lại bài cũ. Học lại bài cũ tức là sao Thắng nè? Nhà học lại bài mà mới học hôm nay. Đúng rồi. Tức là mình có 3 bước nè.
Bước đầu tiên là ở nhà nè. Ở nhà là trước khi mà mình coi bài mới là mình phải học bài cũ đúng không? Tức là mình sẽ học cái bài bài cũ, tức là cái bài mà vừa học ở trên trường đúng không Thắng? Dạ. Rồi sau đó mình làm sao Thắng? Rồi mình học bài ngày mai. Đúng rồi, mình chuẩn bị cho lúc này mình đâu đã học đâu đúng không? Dạ. Mình chuẩn bị thôi. Mình chuẩn bị bài cho ngày mai. À, mình chuẩn bị bài cho ngày mai. Rồi. Tiếp theo, khi mà lên lớp thì mình làm sao Thắng? Dạ, câu nào không hiểu thì hỏi thầy cô ạ. Giỏi. Khi mà mình ở trên lớp là mình phải nhớ. Việc thứ nhất là không hiểu. Cái này là ở trên lớp nè. Nếu mà học trò của ở khác thì thầy không có biết, nhưng là học trò của thầy Phong là trên lớp nhất định phải làm được cái việc đó, là thứ nhất là không hiểu là phải hỏi, phải không? Phải hỏi. Khi không hiểu có gì nữa Thắng? Dạ, nhớ dựa đi chỉ bài cho các bạn khác. Đúng rồi, nếu mà hiểu là mình chỉ lại cho người khác, tức là mình hiểu bài rồi nhất định mình phải chỉ bài cho các bạn trong lớp của mình, đó mới thực sự là học trò của thầy Phong. Tiếp theo là gì Thắng? Dạ về nhà. À, về nhà thì làm sao đây? Về nhà sau khi mà ở trên lớp nó còn có một việc phải làm nữa, đó là khi mà mình không hiểu là mình phải đưa tay mình hỏi. Thứ hai nữa là khi mà mình hiểu thì mình phải đưa tay phát biểu, có nhớ không Thắng? Dạ nhớ. Đúng rồi, thầy bổ sung chỗ này tí nha, tức là mình nhớ phải phát biểu. Thầy thấy có những người đi học mà rất là lười phát biểu. Thắng có phải là một người thích phát biểu không? Dạ có. Đúng rồi, khi mà mình hiểu rồi là mình cứ đưa tay lên. Hoặc là khi mà mình thầy cô giảng xong thầy có hỏi hiểu chưa, mình nói dạ thưa cô con chưa có hiểu, xin chỉ lại cho con. Còn nếu như mà thầy có hỏi ai đã hiểu rồi đưa tay phát biểu. Chứ có những người đã hiểu rồi nhưng cứ ngồi im, nó nói hiểu rồi, nói vậy là hiểu rồi, không có đưa tay phát biểu thì mình không có tập được cái tính tự tin. Mà nhiều khi mình hiểu chưa có đúng, nhưng mà mình cứ ngồi đó mình nghĩ mình hiểu đúng rồi. Và cái thứ ba đó là sau khi hiểu rồi thì mình phải ra, khi mà kết thúc cái môn học đó là mình đi ra ngoài, mình có thể chỉ lại cho bạn của mình trước giờ học hoặc là sau giờ học ha. Và ở nhà thì làm gì đây Thắng ơi? Nhà về nhà là ôn bài, là làm lại bài hôm nay. Tức là làm hết bài hôm nay ha, làm lại hết bài hôm nay, tức là luôn luôn làm hết bài trong ngày ha. Thứ hai là gì Thắng? Nhà chuẩn bị bài ngày mai. Quá chính xác, chuẩn bị cho ngày mai. Rồi ai đã nhớ lại cái quy trình này rồi thì comment từ cảm ơn Thắng. Các bạn comment cảm ơn Thắng đi để hôm sau người ta sẽ có cảm ơn mình. Rồi các bạn đúng rồi, đây cảm ơn Hải Bình nha. Hải Bình đã biết cảm ơn bạn của mình ôn bài giúp mình. Phúc Nguyên nè, cảm ơn Thắng nè, giỏi nè. Trương Thanh Vân nè, cảm ơn Thắng nè. Rồi Ngô Nguyễn Ngọc Trân, cảm ơn Thắng nè. Rồi các bạn luyện comment cho quen. Comment vào Nguyên Kha này, thầy cảm ơn con đã cảm ơn Thắng nè. Nguyễn Trọng Duy cảm ơn anh nè. Đó, cảm ơn Thắng nhiều. Nguyễn Hoài An nè. Trúc Diễm cảm ơn Thắng nè. Đó, Bảo Trâm nè, cảm ơn Thắng nè. Lâm cảm ơn Thắng nè. Rồi chúng ta dành một tràng pháo tay cho bạn Thắng nào. Rồi bây giờ thì Thắng đọc số điện thoại của mình đi. Cô Xuân chắc có số của Thắng rồi, đúng cô Xuân? Xuân ơi. Dạ, nhờ con đọc, tại vì con nhiều khi muốn tặng cho ba hay cho mẹ. Đâu, trà sữa mà tặng cha mẹ gì. Bây giờ con đọc số điện thoại của ba hoặc của mẹ đi Thắng ơi. Số điện thoại của ba hoặc của mẹ nào? Dạ, 0908
Con 908. 567 hả? Dạ không, 591. 591 hả? Dạ. 591, gì nữa? 857. À, 857. Rồi, thầy cảm ơn con. Đây là số của ba hay mẹ? Dạ mẹ. Rồi, đây là số của mẹ, bà lấy nghe cô Xuân. Đó, mẹ của Thắng. Mẹ vui ạ. Rồi, cô Xuân sẽ gửi cho mẹ con tìm 4 ly trà sữa để con mua trà sữa ngày mai uống. Mời mẹ với ba mình uống nước trà sữa hoặc là nước cam ép nha. Sau đó mình nói mẹ, đây là công sức con đã học thuộc bài và con được thưởng. À, thầy cảm ơn Thắng nha, cho Thắng vỗ tay thế nào. Thầy quá Thắng ơi, giỏi. Nếu mà con cứ tiếp tục học như này thì sau 3 năm thì con cũng sẽ trở thành những người rất là xuất sắc. À, tất cả những học trò của thầy mà con coi TV, con thấy trên TV chương trình siêu trí tuệ, siêu trí nhớ, siêu tài năng nhí rồi đó. Các bạn ấy cũng học những cái bài học rất là nhỏ giống như thầy đang dạy con ở đây. Rồi thầy cảm ơn con. Rồi thầy mời người kế tiếp nào. Ai muốn hỏi cái gì thì đưa tay nào. Ai muốn hỏi cái gì thì đưa tay nào. Rồi thầy cảm ơn nhiều bạn, cảm ơn Thắng lắm nha. Chúng ta phải tập cái thói quen cảm ơn bạn bè của mình ha. Chúc Diễm. Đó, biết cảm ơn bạn mình là một cái điều rất là tốt luôn đó. Chúc Diễm ơi, con giới thiệu về mình đi. Xin chào các bạn, tôi tên là Phạm Hồ Đức Diễm. Năm nay tôi 8 tuổi. Ba tôi để nói với tôi là Sứ Thạc, Trung Thực, Sở Tên. Xin các bạn hãy cổ vũ cho tôi. Hay quá. Chuẩn mực, không cần chỉnh sửa. Quá giỏi. Hết nhạc vẫn chưa bỏ tay. Quá giỏi. Rồi bây giờ Trúc Diễm xinh đẹp nói cho thầy nghe. Con muốn hỏi cái gì nè. Dạ thưa thầy là... Rồi con muốn hỏi cái gì nè. Tại sao em làm theo cái quy trình học thông minh, con nghĩ có một thứ khác để thông minh. Đó là gì con? Thầy lắng nghe đây. Đó chính là học nói với mẹ là ôn bài kỹ cho rồi đến ngày mai học cái bài khác rồi về nhà lại nói với mẹ ôn bài tiếng Anh cho. Tức là theo ý kiến của con bổ sung đó là nếu mà muốn học thông minh thì mình cần phải nhờ mẹ ôn bài giúp cho, đúng không? Rồi thầy tuyệt đối đồng ý với con luôn. Tức là các bạn, ý của bạn ấy rất là tuyệt vời, đó là bạn ấy nghĩ rằng là để học thông minh thì chúng ta cần phải nhờ mẹ của mình hỗ trợ cho mình ôn bài. Đó là một cái, cũng là một cái cách rất là hay nha. Chúng ta cho bạn ấy chào đây nào. Rồi bây giờ cho thầy hỏi là, cho thầy hỏi các bạn, nếu giả như không có mẹ hoặc ba ở nhà thì ai có cách gì, con sẽ làm như thế nào? Con nói cho thầy nghe cách của con. Dạ thưa thầy là nói với em ông bà chung. Tức là nếu như mà không có cha mẹ thì Trúc Diễm sẽ làm một động tác, đó là nói với em của mình ôn bài chung với mình. Rồi quá hay. Bây giờ cho thầy hỏi thêm một trường hợp nữa, nếu mà nhà mình không có một nhà bạn nào đó mà không có em hoặc là không có mẹ với ba gọi là ôn bài với mình vì ba mẹ đi làm về trễ, thì lúc đó theo Trúc Diễm mình sẽ làm gì? Dạ thưa thầy là tự ôn bài một mình. Quá hay, cho bạn ấy cho thầy nào. Tức là ý của bạn ấy là chúng ta phải ôn tập, và đây là một cái ý hoàn toàn chính xác nha. Nếu như mà các bạn học giỏi cỡ nào mà các bạn không chịu ôn tập thì lập tức các bạn sẽ không thể học giỏi được ha. Nên ý của Trúc Diễm đóng góp cho chúng ta là rất là hay. Rồi các bạn nhớ ôn tập. Và các bạn có muốn, Trúc Diễm có muốn thầy chỉ cho một cái chiêu ôn bài rất là dễ thuộc không? Dạ có. Trúc Diễm có biết ghi âm không? Dạ có. Quá giỏi. Nếu như mà bạn nào mà chưa biết ghi âm thì tối hôm nay mình nói với bố mẹ là, bố mẹ cho con mượn điện thoại chỉ con cách ghi âm đi. Hồi xưa con cũng ghi âm hết.
Quá hay. Rồi, hồi xưa mà thầy Phong gọi là đi thi thế giới á, là thầy Phong làm một động tác như vậy nè. Nhiều khi thầy Phong học bài mệt lắm, nên thầy Phong không lẽ thầy Phong cứ ngồi, thầy Phong ngồi học vậy thầy Phong mệt quá. Cái thầy Phong chơi cái cách đó là dùng chế độ ghi âm. À, ví dụ như thầy Phong bật ghi âm lên. Ví dụ, thầy Phong bật nha, thầy Phong ví dụ cho các bạn nha. Hồi đó, thầy Phong bật lên cái thầy Phong làm gì nè. À, ví dụ như thầy Phong nói vậy nè. Để có một kết quả học tập tốt, chúng ta cần phải học 3 bước. Bước thứ nhất là ở nhà, bước thứ hai là ở trên trường, bước thứ ba là quay trở về nhà. Thì nếu mà ở nhà là mình phải luôn luôn chuẩn bị bài trước, để khi lên lớp là mình phải biết hôm nay mình học cái gì. À, bước thứ hai lên trường là có 3 chuyện cần nhớ. Nếu mà mình biết là mình phải đưa tay phát biểu, còn nếu mình không hiểu là mình đưa tay mình hỏi, còn nếu mình đã hiểu một cách rõ ràng là mình phải dạy cho bạn của mình. Bước 3 khi về nhà là nhớ phải luôn luôn làm bài tập trong ngày hết rồi mới được chuẩn bị bài cho ngày mai. Đó là quy trình học thông minh đó. Và hôm nay thầy bổ sung thêm một ý rất là hay của bạn Trúc Quỳnh, đó là bạn Diễm, đó là Trúc Diễm, đó là chúng ta cần phải nhờ mẹ của mình ôn bài giúp cho mình, hoặc là kêu em của mình học chung với mình, còn nếu không thì phải tự ôn tập đó. Ví dụ như vậy, thầy nói xong một lần như vậy xong rồi cái biết gì không, thầy nói một lần vô cái máy ghi âm. Hồi đó là thầy ghi âm bằng cái máy tính chứ không có ghi âm bằng điện thoại, nhưng bây giờ thì điện thoại nó có phần mềm ghi âm rất là xịn sò rồi. Bây giờ các bạn nghe nha. Để có một kết quả học tập tốt, chúng ta cần phải học 3 bước. Bước thứ nhất là ở nhà, bước thứ hai là ở trên trường, bước thứ ba là quay trở về nhà. Thì nếu mà ở nhà là mình phải luôn luôn chuẩn bị bài trước, để khi lên lớp là mình phải biết hôm nay mình học cái gì. À, bước thứ hai lên trường là... Thấy chưa? Bây giờ thầy làm một ví dụ cụ thể luôn ha. Ví dụ như thầy có một cái bài thơ thầy cần học đi nha. Ví dụ thầy lấy một bài thơ nha. Ví dụ như bây giờ thầy cần học một cái bài thơ ha. Thầy sẽ làm gì nè? Bật lên cái thầy đọc. Có chí thì ham học, bất chí thì ham chơi, trí khôn tạo nên người, đức nhân tìm ra bạn, thành đạt nhờ đức dày, làm nên nhờ có thầy, đủ đầy nhờ có bạn, gái ngoan nhờ đức hạnh, trai mạnh nhờ lực cường, tươi đẹp lắm người thương. Đó, tức là thầy sẽ bật đọc cái bài thơ mà thầy cần học lên, thầy đọc vào trong cái máy ghi âm một lần, sau đó thầy chỉ việc bật nó lên. Có chí thì ham học, rồi bắt đầu thầy đọc thì chơi. Trí khôn tạo nên người, đức nhân tìm ra bạn, thành đạt nhờ đức dày, làm nên nhờ có thầy, đủ đầy nhờ có bạn, gái ngoan nhờ đức hạnh, trai mạnh nhờ lực cường, tươi đẹp lắm người thương. Đó, rồi thầy thấy vẫn chưa thuộc, thầy nghe lại. Có chí thì ham học, bất chí thì ham chơi, trí khôn tạo nên người, đức nhân tìm ra bạn, thành đạt nhờ đức dày, làm nên nhờ có thầy, đủ đầy nhờ có bạn, gái ngoan nhờ đức hạnh, trai mạnh nhờ lực cường, tươi đẹp lắm người thương. Đó, rồi nếu mà thầy thấy vẫn chưa thuộc thì thầy lại bấm nghe, xong rồi trong quá trình mà thầy nghe ghi âm như vậy, thầy có thể nằm gãi lỗ tai, gãi đầu, gãi vai, hoặc là bóp tay, bóp chân, hoặc là ăn trái cây mà không cần nhìn cuốn sách nữa. Ai đã hiểu ý thầy rồi đưa tay lên vẫy vẫy. Thầy chỉ cần đọc bài thơ đó một lần, sau đó thầy nằm phè đó đó, và thầy có thể ăn trái cây, uống sữa, rồi thì làm cái gì đó tùy. Các bạn ghi vào, ghi vào, ghi cái kỹ thuật này vào. Trong suốt 3 năm ở với thầy, thầy sẽ dạy cho các bạn 21 kỹ thuật siêu trí nhớ ha. Các bạn có thể học được các cái loại dữ liệu khác nhau. Trúc Diễm ơi, con có hiểu ý thầy nói không? Dạ hiểu. Rồi, nếu mà không có mẹ ở nhà hoặc là không có em bên cạnh thì mình cần có một cái điện thoại để ghi âm, và thế là mình đọc cái đó lên. Rồi thầy còn có cái cách này nữa nè. Ví dụ nha, hãy nghĩ các bạn ghi vào đi, các bạn ghi vào là muốn được bài chúng ta học cách ghi âm. Đó là một phương pháp khỏe ra, ghi âm một lần và nằm ngủ. Nhớ nha, chúng ta nói với phương pháp là ghi âm lại. Ghi âm, rồi. Bây giờ thầy có cái cách ghi âm như sau nữa nè. Ví dụ như cái bộ số đó, khi mà các bạn học mà muốn nhớ cái môn lịch sử
là các bạn phải học từ số 00 đến số 99 đúng không? Vậy thì bây giờ để mà học 0099 thầy sẽ làm gì? Coi thầy làm nè. 0 là cái trứng, 1 là cái dù, 2 là con vịt, 3 là trái tim, 4 là cái ghế, 5 là trái táo, 6 là vỏ ốc, 7 là cái búa, 8 là người tiếp, 9 là con hươu. Đó. Sau đó thầy làm gì? Thầy đọc qua một lần, sau đó thầy mở lại. 0 là cái trứng, 1 là cái dù, 2 là con vịt, 3 là trái tim, 4 là cái ghế, 5 là trái táo, 6 là vỏ ốc, 7 là cái búa, 8 là người tiếp, 9 là con hươu. Rồi, thầy cứ nghe đi nghe lại như vậy và thầy sẽ rất là dễ thuộc. À, thêm cách nữa nè các bạn. Thầy sẽ thầy tự kiểm tra. Hồi nãy bạn bạn Trúc Diễm bạn nói rằng là nhờ mẹ kiểm tra bài, nhưng mà thầy tưởng tượng lỡ thầy không có mẹ bên cạnh thì sao? Thì thầy sẽ làm như thế này nè. Các bạn ơi, ngồi thẳng lưng lên. Hey hey, ngồi thẳng lưng lên. Rồi, nói một tí là có người ngồi eo qua eo lại rồi đó nha. Ai đang ngồi thẳng lưng thì đưa tay vẫy vẫy. Trời ơi, thầy đang đứng rất là thẳng như vậy, tụi con phải ngồi thẳng lưng lên. Thầy cho mình chỉ còn có 10 phút nữa thôi. Thầy chỉ cho anh cách nữa để tự ôn bài theo kiểu của bạn Diễm nói nè. Thầy làm gì nè? Thầy ghi âm, thầy tự làm gì nè? Không là cái gì? Xong thầy ngưng lại một tí. Một là cái gì? Hai là cái gì? Ba là cái gì? Đó, tức là thầy hỏi, thầy tự thầy hỏi xong rồi tự thầy trả lời. Nghe nè. Không là cái gì? Cái trứng. Xong thầy ngưng lại một tí. Một là cái gì? Cái dù. Hai là cái gì? Con vịt. Ba là cái gì? Trái tim. Đó. Còn nếu như mà trong quá trình mình nghe cái bài ghi âm mà kiểm tra, tự mình kiểm tra mình mà không có thuộc cái nào thì một lát nữa mình coi lại tài liệu để mình thuộc nó. Ai đã hiểu ý thầy nói rồi đưa tay vẫy vẫy. Ai hiểu rồi đưa tay vẫy vẫy. Rồi, đó là cái cách mà chúng ta ôn bài khi không có cha mẹ bên cạnh. Hồi nãy bạn Diễm bạn nói rất là hay, bạn nói là mỗi lần chúng ta muốn trở thành người thông minh thì bạn ấy nói rằng chúng ta cần nhờ mẹ của chúng ta ôn bài dùm cho chúng ta, dò bài dùm cho chúng ta. Hoặc là nếu không có mẹ thì mình ôn với em của mình. Nhưng mà có những người trong nhà có một đứa con à, không có em luôn. Hoặc là lâu đó mẹ đi mất tiêu, không có ở nhà ôn bài cho mình, mẹ đi làm về trễ. Nếu mà mình ngồi mình chờ mẹ mình về hoặc là mẹ mình đi công tác, không có mẹ ở nhà, thì lúc đó cái tuyệt vời đó là cái điện thoại. Ai đã biết rằng cái điện thoại là một công cụ học bài rất là tuyệt vời, đưa tay lên. Em biết thầy nói không? Rồi, thầy cảm ơn các bạn nha. Thầy nhờ các phụ huynh ở ngoài chúng ta bấm nút chia sẻ cho nhiều đứa trẻ cũng được học nha. Các phụ huynh ơi, bấm chia sẻ giùm thầy với. Ai chia sẻ rồi thì bấm số 1 vào. Ai chia sẻ rồi thì bấm số 1 vào, giúp cho nhiều đứa trẻ nó cũng được học những cái phương pháp như thế này. À, xin nhờ quý phụ huynh nha. Bấm nút chia sẻ ha. Rồi. Bây giờ cho thầy hỏi, người kế tiếp muốn hỏi là gì đây? Thêm một câu nữa thôi nha, để các bạn còn phải đi học bài nữa. Rồi, thầy nói mấy phụ huynh ở ngoài mà các bạn ngồi trong lớp tưởng đâu thầy biểu bấm số 1, thế là nhiều người bấm số 1. Không phải đang nói phụ huynh ở ngoài hả thầy con? Tại vì có 294 phụ huynh đang xem live stream cái lớp mình đang học á. Đây là những cái kiến thức rất là cơ bản, nên thầy muốn có nhiều bạn trên khắp cả nước cũng được học. Còn là những cái kiến thức chuyên sâu thì phải có sự đồng hành cả năm. Ví dụ như siêu hấp chí học đường là con của họ phải học với thầy trò mình một năm. Còn bây giờ đây là những kiến thức rất là căn bản mà đứa trẻ nào cũng nên được biết ha các con. À, nên nhờ quý phụ huynh chia sẻ giùm thầy nha. Rồi, thầy mời bạn kế tiếp nào. Thêm một người nữa thôi rồi chúng ta nghỉ nha, để còn đi học bài ở trường nữa nha. Mỗi ngày chúng ta chỉ học một tí thôi, nhưng mà từ từ sau 3 năm ở bên cạnh thầy, hoặc là tối thiểu là 1 năm trong chương trình siêu trí nhớ học đường, là chúng ta sẽ trở thành người giỏi giang. Thầy mời một cô gái xinh đẹp kế tiếp nào. Mời bạn Kim Ngọc. Kim Ngọc, Kim Ngọc. Kim Ngọc ơi, giới thiệu về mình đi Kim Ngọc. Kim Ngọc, hello Kim Ngọc. Con tên là Trần Kim Ngọc. Ba từ nói về con là thông minh, tự tin và học hỏi. Xin mời người cổ vũ cho tôi. Hay quá, đưa tay lên Kim Ngọc ơi.
singing, we will, we will rock you. Đúng rồi, tới chữ rock you là bỏ xuống Kim Ngọc. Rồi Kim Ngọc hỏi đi, câu hỏi của con hôm nay dành cho thầy là gì nào? Dạ con luyện số làm gì vậy thầy? À, câu hỏi hay là luyện số để làm gì đúng không con? Đúng. À, bây giờ luyện số là để cho mình dễ nhớ những cái môn học mà liên quan tới con số, được không? Ví dụ như môn học gì liên quan tới con số nè Kim Ngọc. Kim Ngọc đi học có cái môn gì mà người ta liên quan tới con số nè? Dạ, đi học toán. Đó, toán cũng cần con số. Rồi gì nữa Kim Ngọc? Dạ, rồi hết rồi. Môn lịch sử con đã học chưa Kim Ngọc? Dạ chưa, con mới học lớp 3. À, con mới học lớp 3, thầy hiểu rồi. Có nghĩa là bởi vì con mới học lớp 3 nên con chưa học tới đó nên con không biết. À, sau này con học lên lớp 4, lớp 5, lớp 6, 7, lớp 8 lên phía trên thì con sẽ học một bộ môn tên là bộ môn lịch sử. Nó cần phải nhớ những con số. Ví dụ như người ta hỏi là vua Quang Trung sinh ngày mấy? Người ta hỏi là ví dụ như ngày thành lập đất nước Việt Nam là ngày nào, hoặc là nói là ngày nào thì gọi là chiến thắng Điện Biên Phủ, ví dụ như vậy đó, thì con cần phải nhớ những cái con số. Thì nếu mà con luyện con số thành hình ảnh giống như thầy đang dạy các con trong cái cuốn sách này và trong cái chương trình siêu trí nhớ học đường kích hoạt thiên tài sáng tạo của mình đây, thì con sẽ rất là dễ dàng để thuộc. Còn nếu như mà con không có, còn gọi là có cái học các cái con số ở trong đây, thì con sẽ học theo kiểu học thuộc lòng, được không Kim Ngọc? Dạ. À, rồi thêm một cái ý nghĩa nữa để học con số đó là thầy dạy cho tụi con biết điều này nha. Kim Ngọc, não của mình nó chia làm mấy phần Kim Ngọc? Mình có bộ não mình chia làm mấy phần chính nè? Não phải và não bên kia gọi là não gì đây Kim Ngọc? Não trái. Đúng rồi, não của chúng ta nó chia làm hai phần, đó là não phải và não trái. Vậy thì khi mà con luyện con số, ví dụ như là cái luyện số 15 thì nó nằm bên não trái. Nhưng mà nếu mà con đã dùng cái phương pháp của thầy, con mã 15 thành ra một cái bịch tiền, thì lúc đó cái não, hai cái này nó sẽ kết hợp với nhau và nó làm cho bộ não của con trở nên khỏe mạnh. Con có muốn có một bộ não khỏe mạnh không Ngọc? Dạ có. Vậy thì con cần phải luyện, phải viết vẽ hai tay theo đúng hướng dẫn của thầy. Rồi con cần phải luyện số 0 thành quả trứng, số 1 thành cái dù, số 2 thành con vịt. Thì khi mà con luyện những cái bài tập này thì con sẽ có một bộ não rất là khỏe mạnh, thông minh. Giống như một người mà họ khỏe mạnh, họ làm cái gì cũng nhanh hết. Còn có người đó thì cái tướng đi kiểu này nè, đi học mà đi cái tướng nhìn chán lắm. Còn có người đi rất là nhanh, họ đi học rất là nhanh, hiểu không? Có những người á, ai nhờ khiêng cái gì họ đi tới họ nhấc lên bỏ qua. Còn có người nói trời ơi khiêng không nổi đâu, phụ tôi cái coi, hiểu không? Vậy thì người khỏe mạnh là rất quan trọng. Ai đồng ý với thầy là người khỏe mạnh rất là quan trọng đấy, tay lên. Đúng rồi, vậy thì mình đi học mà có một bộ não khỏe mạnh là vô cùng quan trọng. Vì vậy khi mà Kim Ngọc gọi là học cái phương pháp thầy đang dạy đây, con sẽ trở thành một người giống vậy nè. Con sẽ trở thành một người giống vậy nè. Đây, thò bộ não của mình, thò ra thêm hai cái tay nữa đi. Thò cái tay ra đây. Thò cái tay ra đây. Rồi vẽ cái quả tạ qua đây. Hay chưa? Bộ não con sẽ trở thành một bộ não giống như người đang tập tạ. Hai cái chân ở đây đi, em cái chân, em thấy ra người tập tạ chưa? Thấy không? Đây nè, quả tạ nè, quả tạ có đường luôn nha. Rồi hai cái chân nè, đừng có nói là đưa quả tạ lên nặng quá, té đá luôn nha. Thế là cầm quả tạ lên, hồi xưa thầy đi tập tạ đó, tụi con biết không, lúc mà thầy đi tập tạ xong rồi á, ai ở đây biết môn tập tạ đưa tay lên. Đúng rồi, xong rồi hồi đó thầy đi tập tạ đó nha, thầy đi môn tập tạ hồi đó, thầy thấy người ta người cơ bắp thầy thấy thích quá, thế là thầy cũng đi tập tạ.
Xong rồi đi vô, cái người mà huấn luyện viên dạy thầy nói là anh hãy tập đưa khoảng 5-10 kg trước đi. Xong rồi thầy cũng nghe lời, thầy cầm thầy đưa 5-10 kg. E 5-10 kg tức là cái tạ nó nhỏ thôi. Xong rồi thầy nhìn qua bên cạnh, thầy thấy có mấy người học trước thầy, người nào người đấy to giống vậy nè, cơ bắp bự bự. Xong rồi thầy thấy ở trong phòng tập có một cái cô gái xinh đẹp đang nhìn mấy cái anh kia cơ bắp, còn thầy thì chẳng có cơ bắp gì hết, nên thầy mới nghĩ rằng trời ơi, mình tập cái gì có 5-7 cục, 5-7 kg nhỏ quá, chừng nào mới to được trong mấy cái anh đó. Thế là thầy quyết định đi lại, thầy rinh cái tạ nặng. Đầu tiên thầy rinh cái tạ 20 kg thì đưa lên, thì ra tôi cũng đưa được 20 kg, tại sao tôi phải rinh 5 kg chứ. Xong rồi thầy thấy nhưng mà cái ông kia ông to, và ông đưa cái tạ gọi là hơn 20 kg. Cái thầy cũng tới, thầy lấy cái tạ 40 kg, thầy đưa lên, nó cũng lên được luôn. Xong rồi thầy mới nghĩ trong đầu, trời ơi, cái ông thầy này tự nhiên biểu tôi tập 50 kg làm gì, tôi tập 40 kg được nè. Sau đó thầy nhìn qua, thầy thấy cái ông mà lực lượng đó đó, ông tập một cái tạ tới 60-70 kg, ông đưa yên. Thầy cũng lăm le, thầy tới, thầy lượm cái tạ lên. Sau đó thầy gầm lên, xong thầy nghe cái trẹt, biết cái tiếng gì không? Rách quần. Tại vì cái ông kia ông mạnh nên ông dùng cái lực của cái tay, ông làm như nè. Còn thầy thì chưa có nổi, mà thầy bắt trước để cho cái cô gái kia nhìn thầy cho nó. Thầy cũng tới thì còn thầy đâu, nhưng mà chân của thầy nó gian nó rộng quá. Thế là thầy nghe rẹt, trời ơi thấy mình bị rách quần rồi. Ai đây đã từng đi học mà bị rách quần đưa tay lên với bảy? Thầy có hả? Vậy là trò của thầy là đúng rồi, bị rách quần. Sau đó bỏ tạ xuống đi khép nép gì nè, đi khép nép chứ không đâu dám đi hở chân ra đâu, hiểu không? Đi gì nè, yên. Xong rồi đi ra xe chạy về nhà mất tiêu, không có dám tới đó nữa vì quá quê ha. Vì vậy bây giờ các bạn đang học cái môn siêu trí nhớ thầy đang dạy ở đây, chính là bạn đang tập tạ cho bộ não của mình. Ai đã hiểu là mình đang tập tạ cho bộ não nó tới lên như vậy, mà mình nhớ là tập nhẹ nhẹ thôi nha, rồi từ từ mình mới giỏi được. Mình ở bên cạnh thầy mình 1 năm, 2 năm, 3 năm thì mình mới trở thành những người giỏi giống như bạn Gia Hưng hay là bạn Phương Trinh hay là bạn Lâm Tính. Chứ đừng có bắt trước thầy mình giống ngày xưa đi tập tạ nha. Rồi có những người thầy biểu mỗi ngày vẽ 15 hình thôi. Ai ở đây biết rằng mỗi ngày chỉ nên vẽ 15 hình thôi, đưa tay lên với vậy. Trời ơi, có đứa nó khoe với thầy, thầy ơi hôm nay con vẽ được 60 hình. Thầy nghĩ trong đầu, nó chuẩn bị rách quần tới nơi rồi. Hiển nhiên là không phải tập mà bị rách, tập siêu trí nhớ nó không bị rách quần. Nhưng ý thầy nói là nó sẽ rất là mệt. Bao nhiêu người thấy là nếu mà mình học nhiều quá mình sẽ rất là mệt, đưa tay lên. Mà thầy không muốn học trò của thầy bị mệt, bởi vì thầy ghét mệt lắm. Mệt một tí rồi phải cho thầy nghỉ rồi làm lại chứ, bắt học liên tục là thầy mệt lắm. Nên thầy mới yêu cầu các bạn là khi ở bên cạnh thầy mỗi ngày chỉ vẽ 15 hình bằng tay phải, 15 hình đó phải vẽ bằng tay trái. Sau đó từ từ thầy sẽ dạy cho các bạn vẽ ngược đó. Rồi sau đó mình mới dùng các cái kỹ thuật siêu trí nhớ để mình thuộc bài tại lớp của mình. Toán, lý, hóa, văn, sử, địa mình thuộc dễ dàng. Thầy nhắc lại, mỗi ngày chỉ luyện bao nhiêu hình? Mỗi ngày chỉ luyện bao nhiêu hình nào? Comment số xuống đi, comment. Trời, đừng nói tới đây rồi vẫn còn không nói rách quần ở đâu đây trời. Rách quần là qua rồi. Bao nhiêu? 15, đúng rồi, chính xác là 15. Đừng có mà sung quá rồi tập ra tới 60 hình. Khoe với thầy, thầy ơi hôm nay con làm được 60 hình, ngày mai thấy nó biến mất tiêu luôn, không thấy nó làm bài tập nữa. Thầy chỉ cần mỗi ngày các bạn làm cho thầy 15 hình mà làm liên tục cùng với thầy trong vòng 1 năm, rồi sau đó là các bạn trở thành một cái người đi học là thầy cô vừa nói cái gì ra một cái các bạn chỉ cần ngồi lại thuộc. Có khi mấy đứa khác nó vẫn học ngày 1 tháng 9 năm 1000 nó ngồi nó đọc vậy á, thì các bạn đã thuộc rồi, hiểu cái này nó không? Còn các bạn vừa nghe thơ xong một cái là các bạn nhớ hồi nãy thơ đọc cái gì ta? Có chỉ thì ham học, bất chỉ thì ham chơi, chỉ khôn tạo nên người, được nhân tìm ra bàn. Đó, tức là mình nghe người ta đọc qua cái mình thuộc liền. Còn những cái đứa mà nó không thuộc là bắt đầu nó nhìn tài liệu. Có chỉ thì ham học, bất chỉ thì ham chơi, có chỉ thì ham học, có chỉ thì làm sao,
Có chị thì ham học, bật chị thì ham chơi. Chị khôn tạo nên người, chị khôn tạo cái gì? Hiểu chưa? Học trò của thầy Phong là chỉ cần nghe đọc qua một cái, chỉ cần đưa tay nhắm nhắm. Thuộc. Đó mới hay. Ai muốn đi học mà thầy cô vừa giảng bài xong mình chỉ cần đưa tay nhắm 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 là thuộc, đưa tay lên phải vậy. Hiểu với thầy nói chưa? Trời rất là ngầu luôn á. Trời ơi, thầy vô mấy cái lớp học mà thầy đi học ở nước ngoài á, thầy đi vô một lớp học rất là đông, sau đó rất là nhiều người bạn của thầy học ghi chép quá trời luôn. Đến cuối ngày thầy cô hỏi ai thấy cái gì hay đứng dậy nói cho chúng tôi biết ôn bài nào. Thế là có người đứng dậy nói hôm nay tôi rất là cảm ơn thầy đã dạy cho tôi rất là nhiều điều hay. Cái thầy hỏi hay như thế nào? Nói chung hôm nay tôi học được rất là nhiều điều hay. Đâu, anh nói cho tôi nghe cái hay nhất là gì? Hôm nay trong lớp nói chung là rất nhiều điều hay, cứ nói chung hoài á. À, còn tới khi thầy Phong đưa tay lên, thầy Phong sẽ nói là thưa thầy, em cảm ơn thầy vì hôm nay buổi sáng thầy dạy cho tụi em 4 điều. Điều thứ nhất là cái cách để mình chuyển đổi tất cả các dữ liệu qua hình thức này. Điều thứ hai là, điều thứ ba là, điều thứ bốn là đặc biệt em tâm đắc trước giờ nghỉ giải lao của buổi sáng, thầy có dạy cho tụi em một công thức để làm sao mình tạo ra được một cái hệ số nhị phân cực kỳ mạnh mẽ. À, thầy nói buổi chiều thì em học được 3 điều quan trọng. Điều thứ nhất là, điều thứ hai là, điều thứ ba là. Trời ơi, mấy người bạn trong lớp nó hay quá à. Sao cái bạn này học nhớ hay quá à. Ai ở đây muốn là mình học nhẹ nhàng mà nhớ hay như vậy, đưa tay lên. À, vậy thì bây giờ mình nhớ phải làm những cái bài tập mà thầy của mình đã chuẩn bị sẵn trong cái cuốn sách này nha. Ai mà nghe lời thầy của mình, mỗi ngày chỉ cần dành ra 15 phút, 15 hình này mà vẽ là mất khoảng chừng 5 đến 10 phút thôi, thì sau 1 năm các bạn sẽ trở thành người hoàn toàn khác. Được chưa? Rồi, bây giờ thầy mời Kim Ngọc. Thầy, con có còn câu hỏi gì nữa không? Thầy giải thích cho con biết luyện số là để như vậy. Con có ý kiến gì nữa không? Con gái tôi yêu rồi. Rồi, Kim Ngọc, con còn ý kiến gì không? Dạ, thưa thầy. Dạ, thưa thầy là sáng nào mẹ cũng bắt con tập dục chân kinh, chạy bộ mà con có thông minh được không mà thầy? Trời ơi, như vậy là cực kỳ thông minh á. Mẹ con là người yêu con nhất trên đời á. Trời ơi, mẹ con á, sáng mà nhớ biểu con đứng tập dục chân kinh giống thầy á. Thầy sáng nào thầy cũng tập vậy hết á. Ngày nào thầy cũng tập hết đó, mà không phải thầy tập buổi sáng đâu, thầy tập cả ngày. À, thầy làm việc khoảng 1 tiếng là thầy đi ra khỏi ghế, thầy đứng thầy làm gì nè. Sau đó thầy làm gì nè. À, mẹ của con là cực kỳ thông minh. Bởi vì khi mà thầy nói về phương pháp mẹ con đã hiểu là tập dịch cương kinh. Rồi sau đó mẹ con còn bonus thêm cho con là chạy bộ nữa. Trời ơi, như vậy là chỉ cần sau 1 năm mà ngày nào con cũng làm như vậy, con sẽ trở thành một outlier chính hiệu luôn rồi đó. Cái Ngọc, có mẹ con ở đó không? Dạ, rồi con nói cảm ơn mẹ tiếng đi. Cảm ơn mẹ. Hung mẹ dạ, đi. Trời ơi. Trời ơi, con biết không, rất là nhiều phụ huynh đó nha, buổi sáng họ cứ lo làm cái gì á, họ không có chịu làm tập thể dục với con của họ. Nhưng mà mẹ của con là sáng lại là nhớ tập thể dục cùng với con, như vậy là mẹ yêu con lắm á. Con biết không, mẹ đi làm cả ngày cực lắm để kiếm được tiền để lo cho con. Con có biết là mẹ rất là cực không, Kim Ngọc? Nhưng mà buổi sáng mẹ lại còn thức dậy và còn nhớ là tập thể dục cùng với con, chứng tỏ mẹ rất là yêu con luôn. Nên con nhớ là mẹ kêu cái là dậy tắt pin, được không Kim Ngọc? Dạ được. Rồi, dạ. Em có mẹ có con mà có em con, nhưng mà em con hay lười lắm. Rồi bây giờ phải con làm gương cho em, là tự nhiên bài của em nó theo con này nè. Ok ha. Nhưng mà con làm gương rồi mà nó không thích chịu đi à. À, bây giờ con làm gương á. Mẹ dung con là 5:30 là dậy đi tập yoga, xong rồi 6 giờ mẹ kêu con đi với em con dậy đi tập dục chân kinh, xong rồi chạy bộ đi về nhà. Mình ăn sáng rồi đi học. Học con về con học, đeo em con học. Em con học một xí, còn con là học nhiều không? Con học nhiều, còn em con là đi chơi một xí xong rồi nó cũng phải học. Con được nghỉ một xí. Ok, vậy tốt rồi. Nhưng mà bởi vì con gọi là con làm chị thì con phải rất là nỗ lực để làm gương cho em. Và chắc chắn mình làm gương, nhưng mà đâu phải là người ta nghe mình liền đâu. Nhưng mà mình chỉ cần làm gương đủ là tự nhiên em của mình sẽ theo mình thôi à. Giống như thầy ở nhà đó,
thầy làm gương nhưng mà em của thầy không có theo, đến lúc thầy chán nó luôn á. Xong rồi đến một ngày tự nhiên em của thầy thấy là ờ cái việc làm của thầy nó tốt quá, hay quá. Thế là em của thầy nói là anh ơi cho em được học cái đó với. Thế là thầy cho em của thầy học. Chứ hồi xưa là thầy biểu em của thầy làm theo đi, học đi, nhưng mà em thầy không có nghe. Nên thầy rất là hiểu con, rất là yêu em của con, nên con muốn em cũng làm giống con đúng không? Rồi bây giờ thì con chỉ cần làm thật là giỏi đi. Rồi sau một thời gian thầy không biết là sẽ có thể là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng nữa. Cái tự nhiên khi đó em của con thấy ôi sao chị Ngọc giỏi quá à, sao mẹ với chị Ngọc vui quá à. Cái tự nhiên rồi con làm giỏi con sẽ được nhận những cái phần thưởng dễ thương nữa. Xong rồi cái em của con nói trời mình cũng muốn được giống như chị hai của mình. Thế là em của con nhất định sẽ làm theo con ha. Dạ. Ok. Cảm ơn rồi, thầy cảm ơn con và thầy tin là con sẽ là một outlier xuất sắc trong cộng đồng của chúng ta đấy. Tiếp tục nha con. Rồi cho bạn Kim Ngọc chào có tay nào. Rồi. Rồi bây giờ các bạn ơi, mình không còn nhiều thời gian nữa bởi vì vào năm học rồi. Ở trong hè đó là thầy dành nhiều thời gian để dạy cho các bạn, nhưng bởi vì vào năm học là mỗi ngày thầy chỉ có thể dành cho các bạn trong vòng khoảng nửa tiếng 45 phút thôi. Nên nếu mà các bạn cần hỏi thêm cái gì là các bạn nhớ gửi nói cho mẹ gửi câu hỏi cho các cô nha. Gửi câu hỏi cho các cô rồi các cô giải đáp. Và nhớ nè, vào trong cái group siêu trí nhớ học đường dành cho cấp 1 và gặp bất kỳ khó khăn gì thì mình nói cái khó khăn đó vào cho thầy cô biết. Ví dụ như thầy cô ơi, môn lịch sử bài số 10 con đang gặp khó khăn, con không có thuộc nó. Lập tức các bạn sẽ được hướng dẫn để học bài số 10 một cách nhanh chóng. Rồi các bạn cứ được luyện liên tục như vậy thì đảm bảo sau 1 năm các bạn sẽ trở thành một cái người mà không cần thầy cô, không cần thầy Phong, không cần các bạn siêu trí tuệ ở bên cạnh, chúng ta vẫn có thể học một cách nhanh chóng, được không? Rồi thầy tạm biệt các bạn nha. Thầy tạm biệt các bạn. Các bạn cần câu hỏi gì thì nhớ hỏi thêm thầy cô của mình nha. Bây giờ thì đi học bài ở trên trường của mình đi ha. Rồi thầy tạm biệt Thiên Kỳ nha. Bye bye anh Huy nha. Anh Huy ngồi thẳng lên cười cái coi. Thầy bye bye Vũ Ngọc Minh Anh nha. Rồi thầy tạm biệt Diệu Minh nha. Gia Thanh nha. Trúc Diễm nha. Hoàng Phong Đức Thắng tạm biệt các bạn nha. Rồi thầy xin chào tạm biệt các bạn. Lý Mỹ Quân cười cái coi. Cười cái coi. Rồi thầy tạm biệt Bình Minh nha. Lớp mình đông quá thầy Phong không thể nào đọc hết cả lớp được. Thiên Kim, Thiên Tài Thiên Kim, tạm biệt hai chị em Thiên Kim nha. Tạm biệt. Rồi thầy tạm biệt anh Tú nha. Phúc Khang làm gì nhe răng giống với khủng long quá vậy. Hải Bình tạm biệt con trai nha. Gia Bảo. Rồi thầy tạm biệt Chí Tâm Gia Long. Rồi các bạn đi học bài đi. Chúc các bạn học bài thật là vui nha. Và nhớ có gì hay nói với các thầy cô phụ trách lớp của mình. Rồi thầy tạm biệt anh Thư. Tini, tạm biệt Tini. Tini đâu có tiêu thấy mẹ Tini không ạ? Rồi thầy tạm biệt Trọng Duy nha, Tuệ Linh nha, Nguyên Kha ha. Bye bye các bạn. Chúng ta đi học bài ở trường đi nào. Nếu mà gặp khó khăn gì thì nhớ báo với thầy cô phụ trách lớp của mình. Và nhớ vào cái lớp siêu trí nhớ học đường để mình được hỗ trợ nha. Rồi tạm biệt các bạn. Anna, tạm biệt con gái Anna nha. Hoàng Trí. Rồi Ngọc Trang. Bye bye con gái Ngọc Trang nha. Rồi tạm biệt con. Rồi anh Thư, Thanh Dương. Bye bye. Bye bye Gia Khánh nha. Bảo Trâm, Hoàng Bảo Trâm. Cười cái coi. Gương mặt đẹp như vậy mà ít cười quá. Rồi cười cái coi. Thanh Vân, tạm biệt. Tạm biệt Thanh Long nha. Rồi lớp đông quá thầy không thể nào mà gọi tên từng người để tạm biệt được. Nên ai mà không nghe thầy gọi mình là không phải thầy không yêu mình, mà tại lớp đông quá hôm sau thầy gọi mình được không? Bá Khiêm làm gì vậy? Bá Khiêm làm cái môn con vịt hả? Rồi thầy tạm biệt Nhật Minh, Nguyễn Nhật Minh. Rồi các bạn đi học bài trên trường của mình đi ha. Rồi thầy cô chuẩn bị cái lớp cấp 2, cấp 3 giùm thầy nha. 30 phút đến 45 phút để các con còn học bài nữa. Rồi xin chào quý phụ huynh nha. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những kỹ thuật học hành cho các con. Và nếu mà quý vị con của mình á, nó học khó khăn là tại vì nó chưa có phương pháp đâu quý vị ha.
Nên nếu mà quý vị muốn con của mình mà học một cách nhẹ nhàng thì quý vị nhớ cho con của mình tham dự cái lớp học là siêu trí nhớ học đường quý vị nha. À, học với thầy trong vòng một năm, cứ một tuần là học một lần. Bất kỳ cái bài gì mà con gặp khó khăn là con chỉ cần vào trong cái group là nó có sẵn một từ lớp 1 tới lớp 12 ha. Rồi từ cấp 1 từ lớp 1 tới lớp 12. Rồi trong mỗi lớp thì nó có từng môn toán, lý, hóa, văn, sử, địa. Rồi trong mỗi môn như vậy thì có gọi là môn toán, môn lý, môn hóa, bài 1, bài 2, bài 3. À, thầy nói lại nha. Khi mà con của mình học cái chương trình siêu trí nhớ học đường này học với thầy trong vòng 1 năm. Đó. À, và trong 1 năm đó thì nếu mà trong quá trình con học thì thứ nhất là có những cái video clip để cho con hiểu cái cách nhớ toán là nhớ như thế nào, lý nhớ làm sao, tiếng Anh nhớ làm sao, lịch sử nhớ làm sao, vân vân. Rồi sau khi coi những cái clip đó thì các con sẽ theo đó mà làm. Nhưng nếu giả như mà các con không biết cách làm thì các con vào trong một cái group hỗ trợ tên là siêu trí nhớ học đường. Trong siêu trí nhớ học đường thì nó có lớp 1, lớp 2, lớp 3 cho tới lớp 12. Rồi trong từng lớp thì nó lại có môn toán, môn lý, môn hóa, môn văn, môn sử, môn địa, môn tiếng Anh. Rồi trong mỗi môn thì nó có bài 1, bài 2, bài 3. Nếu con của mình bí cái nào là nó chỉ cần click vào đúng ngay cái bài nó cần thì tự nhiên nó sẽ có cái phương pháp để hỗ trợ cho con học. Thầy hỗ trợ cho con về kiến thức học và hỗ trợ cho con từng bài như vậy trong vòng 1 năm. À, tức là để hỗ trợ cái này là không phải thầy Phong làm đâu, mà gồm có thầy Phong và đội ngũ giảng viên của Tâm Trí Lực và các học trò của thầy Phong trên các cái chương trình siêu trí tuệ, siêu trí nhớ, siêu tài năng nhí. Rồi các học trò của thầy trong cộng đồng Outlier Camp sẽ hỗ trợ cho con của mình học. À, tất cả những cái bài đó là nó phù hợp đúng với độ tuổi của các bạn đang học luôn. Ví dụ các bạn siêu trí tuệ đang học lớp 8 thì sẽ hỗ trợ lớp 8, các bạn siêu trí tuệ lớp 5 hỗ trợ lớp 5. Rồi các bạn Outlier Camp lớp 10 thì hỗ trợ lớp 10, lớp 8 hỗ trợ lớp 8. Đó là những bạn đã đi theo thầy 2 năm, 3 năm, 4 năm trở lên. À, vậy thì con quý vị sẽ được hỗ trợ từ những cái bạn mà đã rất thành thạo. Rồi sau 1 năm nếu mà con của quý vị á, học giỏi và nó muốn quay vào trong cái đội hỗ trợ để cùng làm việc với thầy để giỏi hơn nữa thì thầy rất là welcome. Và suốt 1 năm học như vậy thì cái khóa học này là gồm có một cái cuốn sách ha. Đầu tiên là sách trong tháng 11 thầy sẽ xong. Còn sách rồi khóa video clip đó, có những video clip rồi có những cái group để hỗ trợ đó. Vậy thì nguyên cái này thì quý vị sẽ đầu tư cho con mình trong vòng 1 năm được học cùng với thầy các phương pháp như vậy. Rồi ai muốn con của mình được tham dự lớp này comment vào tôi muốn comment vào siêu trí nhớ học đường, comment vào tôi muốn ha. Ai muốn học comment tôi muốn xem có nhu cầu hay không. Tức là con của mình sẽ được học với thầy và đội ngũ siêu trí tuệ, siêu trí nhớ, siêu tài năng nhí và Outlier Camp mà thầy đã đào tạo trong nhiều năm qua. Ok ha. Nếu mình muốn con mình học thì mình comment vào là tôi muốn ha. Rồi có nhiều phụ huynh Hành Nguyễn nè, Trịnh Hoa nè. Đó, mỗi tuần thì thầy sẽ online giống như hôm nay thì dạy cho con của mình rồi nghe nó hỏi đáp. Rồi có video clip sẵn để cho con coi đi coi lại nhiều lần, có sách cho con đọc. Rồi có group để hỗ trợ con 1 năm như vậy. Suốt 1 năm như vậy. Và chúng ta gọi là chỉ cần đầu tư cho con của mình loanh quanh chừng là 2 triệu đồng thôi. 2 triệu đồng thôi. Được chưa? Và sách này là tháng 11 nha. Tháng 11 mới ra. Được không? 2 triệu đồng này trên 1 năm. Và nếu mà ai 1 năm mà đầu tư con có 2 triệu đồng có nghĩa là 4 cái lẩu cá kèo là hết rồi. Nhưng mà con sở hữu được học đi học lại mấy cái này trong suốt hành trình của con. Được không quý vị? 2 triệu đồng thôi. Và tháng 11 thì sách mới ra nha. Và mình đăng ký gọi là trước khi sách ra. Cái clip thì có rồi, group có rồi. Còn sách là thầy đang cho thiết kế để in hàng triệu bản để cho học sinh trên khắp cả nước được học. Thì trong giai đoạn này mình, nếu mà quý vị hôm nay quý vị chúng ta tham gia cùng với con của mình thì mình được đăng ký cho con của mình với một cái mức phí nhỏ thôi để tất cả mọi đứa trẻ đều được học, đó là 1 triệu đồng. Còn sau cái đợt mà gọi là đăng ký này là mình đăng ký học phí 2 triệu đồng một năm đấy. Còn bây giờ là 1 triệu đồng cho một năm để có sách, có clip, có group
con của mình học với thầy và đội ngũ học trò ưu tú của thầy chỉ với 1.000.000 đồng trong một năm. Rồi nếu mà quý vị muốn đăng ký cho con của mình á thì chúng ta comment số điện thoại của mình xuống được không, mình comment số xuống rồi sau đó ngày mai các thầy cô tâm lý lực họ sẽ có người sẽ tư vấn cho quý vị. À rồi quý vị comment xuống cái số điện thoại của mình nào, comment cái số điện thoại của mình nhớ nha. Một bé như vậy là chỉ có 1.000.000 đồng thôi, rất là rẻ. 1.000.000 đồng để con của mình sở hữu được phương pháp học tập, sở hữu được sách, sở hữu được clip đó. Quý vị comment số điện thoại hàng tuần đấy, hàng tuần thì quý vị comment số điện thoại của mình xuống, hàng tuần thì thầy sẽ thầy hoặc là các thầy cô sẽ online để hướng dẫn cho con. Đó, khi nào mà thầy ở Việt Nam, nếu mà thầy đi nước ngoài mà công việc nó bận quá hoặc là nó trái múi giờ thì thôi, hoặc là nếu mà thầy ở Việt Nam và không có lịch gì quá đặc biệt thì thầy online giống như tối buổi tối như thế này. Còn nếu không thì có các thầy cô như là siêu trí tuệ Phạm Ngọc Bình, cũng là một cái người thầy cô trong tâm trí lực, hay là cô Hương Xuân, hay là rất là nhiều thầy cô khác trong tâm trí lực sẽ online để hướng dẫn và lắng nghe các con hàng tuần như thế này. Đó, còn nếu mà thầy mà gọi là ở Việt Nam không có cái lịch quá đặc biệt thì thầy online giống như thầy đang dạy cho các con tối nay. Rồi cảm ơn quý huynh rất là nhiều nha. Quý vị nào muốn con mình học thì quý vị comment cái số điện thoại mình xuống thì các bạn họ sẽ tư vấn cho mình. 1.000.000 đồng để con của mình sở hữu được sách, sở hữu được video clip, sở hữu được cái group hỗ trợ trong một năm. Tất cả các môn toán, lý, hóa, văn, sử, địa đều có thể học một cách dễ dàng thông qua những cái phương pháp này. Đây là một cái chương trình mở mà tôi quyết định sẽ mở rộng ra để cho tất cả các học sinh trên khắp cả nước đều có cơ hội được học. 1.000.000 đồng là vô cùng gọi là tiết kiệm cho con của mình và hoàn toàn đứa trẻ nào cũng được học hết. Còn quý vị mà hỏi cái chương trình Outlier Camp đó, là chương trình đó là một chương trình rất là đặc biệt, học trong vòng 3 năm. Cái chương trình này thì chúng ta sẽ đầu tư cho con của mình nhiều hơn. Còn cái chương trình tôi đang giảng đây là chương trình siêu trí nhớ học đường nha quý vị, tức là chỉ giúp cho con của mình học toán lý hóa văn sử địa thôi. Rồi quý vị nào muốn con mình học thì comment số điện thoại xuống. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều, và quý vị nhớ nha, nhắc con của mình mỗi ngày đó là học theo 3 bước mà hôm nay trong live stream tôi đã nói. Nếu mà ai mà vào trễ mà không có coi cái đoạn đó là 3 bước học thông minh là gì thì chúng ta chịu khó, tôi kết thúc cái live stream này thì quý vị sẽ gọi là coi lại cái live stream nha. Coi lại cái live stream, quý vị nhớ coi lại cái live stream. Rồi nếu như mà quý vị có thêm cái thắc mắc gì thì quý vị nhớ gọi cho hotline của Tâm Trí Lực ha, 0939279868. Địa chỉ của chúng tôi là ở 57A ở Trần Khắc Trân, phường 9, quận Phú Nhuận. Nếu mà quý vị nào ở Sài Gòn, quý vị muốn ghé văn phòng Tâm Lý Lực chơi thì có thể đi qua địa chỉ này. Đây là chương trình học online nên con chúng ta có thể học bất kỳ chỗ nào, chỉ cần có internet thôi. Nếu mình muốn con của mình học tập một cách nhẹ nhàng để con của mình có thêm thời gian nghỉ ngơi vui chơi, và đặc biệt là mình muốn con của mình nó phát hiện ra được tài năng của nó, nó phát triển toàn diện bộ não của nó, thì đây là những cái chương trình rất là căn bản mà chúng ta nhất định phải học cho con của mình học. Nhớ là một năm mà con mình được nhận sách, có video clip hướng dẫn từng bài cái cách nhớ toán ra sao, lý ra sao, sử ra sao, anh văn ra sao, cậu mới vừa rất hỗ trợ trong vòng một năm. Gặp bất kỳ khó khăn môn học nào, bài học nào trong môn học nào đều được hỗ trợ cách để nhớ, chỉ có 1.000.000 đồng thôi nha quý vị. Rồi comment nhanh, tôi sẽ kết thúc cái live stream hôm nay và hẹn gặp lại quý vị nha. Cảm ơn rất là nhiều. Các thầy cô hỗ trợ cho các phụ huynh ở ngoài nha, họ để lại số điện thoại đó, mình hỗ trợ cho thầy cô để các phụ huynh để con của họ kịp học trong tháng 11 ha, kịp để mình học trong cái tháng 11. Mỗi tháng như vậy tôi khai giảng một lần, và nếu mà chúng ta cho con mình học sớm thì con của mình nó sẽ biết được phương pháp học tập sớm ha, nó sẽ sướng sớm và nó sẽ phát triển não bộ nó sớm hơn. Còn nếu như chúng ta cho con học trễ thì chúng ta sẽ để con nó học cực, rất là vất vả. Rồi để coi phụ huynh có câu hỏi gì nè.
lớp nào hả? Ủa tôi vừa nói rồi mà. Tức là lớp là từ lớp 1 đến lớp 12. Và mỗi lớp như vậy là tôi sẽ có cái chương trình riêng. Từ lớp 1 đến lớp 12 các con đều học được. Được không ạ? À, từ lớp 1 là học được rồi nhé phụ huynh. Nếu như lớp 1 mà con mình nó non quá, nó nghe giảng bài mà nó chưa hiểu hết thì mình cứ cho nghe đi nghe lại. À, cái video clip này là nó nằm trên cái trang web đó, và mình cứ lên trang web mật mã tài năng là nó có sẵn cái video clip để con có thể coi đi coi lại. À, phụ huynh có thể đọc sách để hướng dẫn thêm cho con. Nếu nó mới lớp 1 nhiều khi nó đọc sách nó có những cái gì nó chưa hiểu thì phụ huynh đọc rồi phụ huynh diễn giải thêm cho con, mà phụ huynh không hiểu thì nói thầy cô tâm trí được hỗ trợ cho mình. Rồi cuối cùng là vào group ha, một năm được học một năm, được hỗ trợ một năm. Nếu mà sang năm con của mình lên lớp, ví dụ như năm nay lên lớp 5 đúng không chị, thì bây giờ mình lên lớp 6 thì mình lại đóng cho con mình 1.000.000 đồng để học lớp 6. Nguyên một cái năm học mà được thầy và các bạn học trò siêu trí tuệ, siêu trí nhớ hỗ trợ như vậy mà chỉ có 1.000.000 đồng thôi, mình được có sách rồi có khóa học online rồi có group như vậy là hoàn toàn có thể làm cho tất cả mọi đứa trẻ trên nhiều tỉnh thành có thể học được, được không? Đó. Ok ha. Rồi, bởi vì khi mà thầy livestream như thế này thì có nhiều bé nó bị trùng lịch học, nên là các thầy cô sẽ đem cái livestream này đăng vào trong group để cho các con có thể coi lại đối với những bé bị trùng lịch học. Được không ạ? Học online có nghĩa là mình có thể học đi học lại bất kỳ lúc nào, nên phụ huynh không phải lo cái chuyện trùng lịch học nha. Còn là lịch học là thầy đã xếp cố định rồi. Nếu như mà mình dời lịch học theo cái nhu cầu của từng bé thì không có làm được. Mà những lần thầy livestream như thế này thì các thầy cô sẽ tải xuống rồi đăng vào trong group nên con của mình có thể coi đi coi lại ha phụ huynh. Rồi, từ lớp 1 đến lớp 12 mới học. Còn mẫu giáo thì thầy chưa có dạy. Mẫu giáo mà cần gì nhớ. Mẫu giáo thì cho nó học ké cho vui thôi. Chị em nó thôi. Ok ha. Đúng rồi. Ở bên Đức hay bên Mỹ gì đó cũng học được hết á. Chỉ cần có internet là học được. Được không ạ? Nếu mà bị trái múi giờ thì mình chịu khó coi đi coi lại. Rồi thầy rất là welcome chị Hương Nguyễn nha. Tức là mình ở nước nào cũng được hết á, miễn sao có internet là học được. Nhưng mà nếu cái giờ thầy đang giảng đây là cái giờ mà bên kia con nó đang đi học, hoặc là cái giờ đó con đang ngủ, có bị trái múi giờ theo từng quốc gia, thì mình có thể coi lại cái bài giảng này ở trong group ha. Rồi nếu mà cần nhớ cái kiến thức gì chỉ cần chụp cái đó gửi về Việt Nam là các thầy cô sẽ hỗ trợ cho cách nhớ. Được không? Học online mà, Đức, Mỹ gì cũng học được hết. Em có 3 bé thì đăng ký như thế nào? Thì đăng ký cho 3 đứa 3 suất khác nhau. Mỗi bé 1 triệu, 3 bé là 3 triệu. Đầu tư cho con mình mỗi bé 1 triệu tức là ăn 2 cái lẩu à. Ăn 2 cái lẩu cá kèo bình dân là hết 1 triệu rồi. Nhưng mà mình giúp con mình nó học được phương pháp, nó có sách để nó đọc, nó có khóa học online để nó xem, rồi nó được các thầy cô và các bạn hỗ trợ trong cả năm học như vậy, nó làm cho con của mình học rất là vui, rất là hào hứng và đặc biệt phát triển cho hai bộ não của con mình đó. Được không ạ? Rồi, đăng ký thì mình để lại số điện thoại, để lại số điện thoại, comment số điện thoại, hoặc là mình gọi cho hotline. Các anh chị lưu số của tâm trí lực vào. Nếu các anh chị có con cái thì chắc chắn quý vị sẽ có rất nhiều vấn đề cần được hỗ trợ. 0939 279 868, đó là hotline của tâm trí lực. Quý vị có thể gọi tới hotline hoặc là comment số điện thoại của mình vào để cho đội ngũ hỗ trợ người ta hỗ trợ mình ha. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Tôi nói lại là học từ lớp 1 đến lớp 12 từ môn toán, môn lý, môn sử, môn địa, môn tiếng Anh. Tất cả những môn học của con trên trường đều được hỗ trợ để con học một cách nhẹ nhàng. Chứ không phải học siêu trí nhớ là để đi nhớ mấy chục con số, mấy trăm con số rồi biểu diễn đâu. Học siêu trí nhớ đây gọi là siêu trí nhớ học được. Nghĩa là mình ứng dụng siêu trí nhớ cho con của mình học môn toán, học môn lý. Ví dụ như là người ta vừa viết ra cái công thức là A cộng B tất cả lập phương thì bằng cái gì? Thì lập tức là mình phải nhìn nhớ 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 nhớ. A lập phương cộng 3A bình B cộng 3B bình cộng B lập phương đó. Ngày xưa mà hằng đẳng thức của chúng ta là có nhiều người bây giờ quên mất tiêu rồi. Bây giờ biểu đọc 7 cái hằng đẳng thức
ra là không có đọc được, là tại vì hồi xưa mình học vẹt. Còn nếu mà ngày xưa mà mình học theo phương pháp mà tôi đang dạy đây, thì khi người ta vừa hỏi mình là A cộng B tất cả bằng A cộng B tất cả bình phương bằng gì, lập tức mình chỉ cần nhớ ra ngay một cái hình A cộng B tất cả bình phương bằng A bình phương cộng 2AB cộng B bình, thấy không? Đó, tức là mình phải dùng cái phương pháp để mình giữ cái hình ảnh để nó nhớ lại một cái công thức một cách dễ dàng, được không? Và ví dụ như mình vừa mới nghe người ta đọc phố mình, nghĩa là lập tức nó chạy ra cái hình và mình nhớ ngay đó là cái từ này có nghĩa là nôn, mửa, ói, ví dụ vậy ha. Tức là mình sẽ rất là nhanh chóng để mình ghi nhớ dữ liệu bằng phương pháp suy trí nhớ đó. Thì để giúp cho con mình nó nhớ mọi thứ dễ dàng hơn thì nhất định phải có phương pháp, được không quý vị? Và học một năm như vậy à, được hỗ trợ các môn học như vậy chỉ có 1 triệu đồng thôi. Đây là cái chương trình rất là đặc biệt, trước giờ là tôi chưa có làm cái chương trình này bao giờ à, tôi chỉ dạy những cái chương trình tập trung các con với nhau theo gọi là chung. Còn năm nay tôi thấy rằng rất là bắt đầu từ năm nay tôi muốn các học trò trên khắp cả nước đều có thể có cơ hội được học online game ha. Online game là chương trình học trong 3 năm và học phí của nó là 3 năm 268 triệu đồng trong 3 năm. Đó là chương trình online game. Đây là chương trình cao cấp nhất của tâm trí lực ha. 3 năm học online game tức là phát triển toàn diện một đứa trẻ về kỹ năng, năng lực, tư duy, phẩm chất, đạo đức ha. Tất tần tập như vậy trong 3 năm là 268 triệu. Còn chương trình tôi đang nói đây là siêu trí nhớ học đường, tức là làm sao để cho con của mình nó học mọi thứ ở trên trường một cách dễ dàng. Toán, lý, hóa, văn, sử, địa, tiếng Anh đều thuộc một cách dễ dàng. Đó là mục tiêu của chương trình này, được không quý vị? Một năm như vậy trong thời điểm này chỉ có 1 triệu đồng thôi mà được sở hữu sách, được sở hữu video clip để học đi học lại nhiều lần, được vào trong group để được hỗ trợ. Đó, quý vị đăng ký nhanh cho con của mình để con của mình sớm được học. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị nha. Chúc buổi tối vui vẻ.